fulcrui gatu mira la colanchar van dira ta mu cu con play da mina linkan gan tim gum hon nui bu sa ram gan nu na bi ya man pai sam tro nu mi na nu mi na lan ya van chali de nên alum ko chi yang gap yo ni pu le gap khap yang gap dong di mơ sang dung sam loi nem dak niu dong bang ala char thailand dung nao tar ba rong la o sudan gap ni pu la singa rui nai tre bu ko klek nu kun na yon klin kam kha anak di ga chi chang tre dak ai di ko klek nu kun na yon klin kruk dal cham pieng tre bu kla nik le ye sren tre bom sai si thun di lai po nan jing khwa pom to i krek bun ja buồn chuột nè sài ở bà huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc mạng gỡ mùng 8 tháng 4 2023 sơn tro cơ hội này chẳng màu sắc thôn hôm nay á anh này gì ngày 28 tháng 3 bịa đuổi tục sinh ạ chính tro sắc thôn đẹp vậy hồi đuổi một lọ mồm lan ó sơn hồi này chính phát đi gỡ sơn tơ ta được bố chỉ giang lại là nhiều gal mà hẹ như phát đi nè như dọn mà hẹn sân tôi có buộc cả chặt cho ô có dễ ngã cực lại phát đi sân tòa án công bằng như bè sinh ạ công lý thực thi rằng brem nuôi nó phát đi lại dình gia đình gỡ yong tay gỡ cập như phụ gỡ tùy tham dự lại lâm nâng màu luật sư bi rồi này dì chàng yong tay cách gặp yuê gỡ một tùy nào lại nâng nào mà cần ông đích thân mộ gỡ lâm bro chú mông lao plo rui dọa plo span nan lao thun dọa ebo dọa plo pa rui này sân công bằng mà hẹ công khai mà hẹ minh bạch mà hẹ nên rệ bu mò mò dọ ô con nục na công sản phát đi sẽ sân ạ sân nha dì cơ lại phát đi này dì nhàng ạ như tụ guôn chăng mò sật thun như căn phát rầy nhàng ạ rệ bu hiểu nguyên nhân như mò mò sân dì lệ lại so mò mò lại so ô tua lìn chẳng bề ple hong cây so lẽ anh ấn đục guôn cái cây so chẳng cái trọ lại chẳng cái phát đi do mà cho nên tuy sự do gỡ đạo ấy đi mà một chỉ trăm biên rồi cho nên nhé mà một cây so mà một cỡ do mà biết đâu này lại cần nông đạo ấy đi suy ngã nhầm tìm cây so hay cái vi phạm điều 116 bộ luật hình sự ở sách cho nên thế bởi vậy tội phá hoại chính sách đoàn kết sơn cự ya thì bố lại cự lâu đây jing span thun bị cự này được xét xử này cả thổ sơn nhá như là công bằng công lý sơn như bề luật sư nào cần tìm lộ lấy mơ nào khả bị màu rụp như mắt lên là những đạo quốc tế màu luật sư ý bởi á sơn nhá hồi này yong tay cách một đi tham gia họ mỹ mai cách một đi nào còn nòng đích thân mộ các đối chiếc như bề yong tay cách như đục gang và buôn chuột nhà đây như một bề cực bẹo sân tập bút công bằng mà hả, xịt nick một giỏ vậy. Sân nên biết ta bi vụ đó 11 tháng 6 2023 nhu sứ pral mai tỷ thâu lẽ 11 tháng 6 đừng bận đến như một mạng đã tết luôn nên đại gào mà nằm rồi như mạng chi hả. Bây giờ xin anh nhu sứ trục cả tháng 1 ngày 16 tháng 1 bắt đầu nhu sứ vậy. Sân đúng làn vào rồi. Ý bởi vậy, sân nhớ màu mạng đừng mà tháng sau trúc cả tháng 11 ở đông làn như mộc sân nhà được bùng mà một lũ mà nằm làn bây giờ sân nhà cân màu nằm làn lại mà làn như xứ vậy bây giờ sân nhà lệ như xứ nần sinh ạ pral mà em tâm như xứ đông chẳng lại đông chẳng pè mà một luật sư lệ tòa án nó lệ tòa án lệ chuyên nghiệp mà như thế lệ như màu bộ phận làm nên tòa án nó lệ tòa án chuyên nghiệp tỉnh một tòa thành phố ấy bởi á lệ nó lệ hùng phát đi nó lệ như màu vật luật sư đi kèm mà này xin ngã tòa án lưu động ấy bởi á anh nên nhớ rễ bù có nục nà duyên thiên vi phạm đó phiên tòa xét xử đó công bằng trên thế giới ấy bởi á cho nên như phát đi này trình rễ bù mà mọc lại nhỏ lùm tả
sơn giang ngạ như phạt pral mai lê sơ chô giang ngạ như phạt suy ý bố ya sơn nha phạt đi đi cơ bia ai đi lệ lâm nàn tlo thun lệ trô cơ đoạ trô thun lệ nàn plô hồ chô cử mừng rai vạt ý bia an trung thần ý bố ya nếu clay yuan tin tự cho ạ mô ư ô sơn cơ clay mô ư mà sẽ xin rệp bố ý krek bùn dạ này ở xin ngạ sơn nha chỉ chàng cơ clay như phạt này dình mô mô clay dọ sơn nàn cần hát tôi xin ạ như rằng trệ bố như bèo tòa án đó cung lý quốc tế ở một tụ ở rằng lợi mô nhiều có nhớ như ngạ clay phát đi mô mô dọ như mô mô như bèo diễn ra công bằng minh bạch rõ ràng mô mô sân như lại thế này dình công ước đó Liên Hiệp Quốc này ở điều 10 và điều 11 của UDHL dưới ngay như lại thế này quyền được xét xử công bằng đầu tiên được đề cập trong các điều 10 và điều 11 UDHL. Theo điều 10 là mọi người đều bình đẳng về quyền được xét xử công bằng và công khai bởi một tòa án độc lập và khách quan để xác định các quyền và nghĩa vụ của họ, cũng như về bất cứ sự buộc tội nào đối với họ. Điều 11 bổ sung thêm một số khía cạnh cụ thể, theo đó mọi người nếu bị cáo buộc về hình sự đều có quyền được coi là vô tội cho đến khi được chứng minh là phạm tội theo pháp luật. Sân rượu bồ xin ạ rằng lạch lên rằng phạt đi như màu ra như màu clay phiền lẻ nắn như màu điều luật điều lệ lẻ nắn trình công khai. Ý bởi vì này mộ gạ chi dòng tay gỡ mị mà gỡ còn ông ít thần mộ gỡ dỡ mà hẹ công bằng mà hẹ lè nâng như bà nhu dựa đúng theo luật đó điều 10 điều 11 đó hiến chương Liên Hiệp Quốc mà hẹ để bùng một dỡ đó một dỡ hoàn toàn nhu nào hả chân nhu phát chân nhu nhung gỗ gỡ nhân lấy xo lè nâng hả đúng như chẳng bè mà đó cỡ nâng lột thôn hệ đoạt lột thôn hệ mà lột thôn nên rồi bù gì mà nhỏ xứ mà một công bằng đó sân nhiều lo lắng mấy thứ cụ này đều có quyền được coi là vô tội cho đến khi được chứng minh là phạm tội theo pháp luật tại một phiên tòa xét xử công bằng nơi người đó được bảo đảm những điều kiện cần thiết để bào chữa cho mình. Không ai bị cáo buộc là phạm tội vì bất cứ hành vi hoặc sự tắc trách nào mà không cấu thành một phạm tội hình sự theo pháp luật quốc gia hay pháp luật quốc tế vào thời điểm thực hiện hành vi hay có sự tắc trách đó, cũng không ai bị tuyên phạt nặng hơn mức hình phạt được quy định vào thời điểm hành vi phạm tội được thực hiện. Ý bởi á, rằng lại rõ ràng này dì chàng lại nần như phải nằm trong cái khuôn khổ luật pháp. Bray nuôi sẽ xếp phát đi dọn nuôi phát như màu luật sư như màu gặp duyệt như tham gia tham dự là nia như bè phiên tòa công bằng đang xét xử. Vì đại này xin được bố gầm hề chi mộ nạc gỡ gàng nào mà con nòng mộ gỡ từng mừng qua 7:30 bắt đầu xử. Ý bố nhớ xin ngại như ngại sân ăn đâm như chẳng tư mạc lại sỏ lè mò mơ tuy có thầu luật sư sở chủ màu quyền tìm lỗ đưm khắc cả màu rút luật sư ý bởi là nếu chính clay nục nà dột liên tự chọn xứ dưới nà để sẽ xem nào sau lần tình huống này nhiều lo lạch mà mọi người đều bình đẳng trước tòa án và cơ quan tài phán. Mọi người đều có quyền được xét xử công bằng và công khai bởi một tòa án có thẩm quyền độc lập không thiên vị và được lập ra trên cơ sở pháp luật để quyết định về lời buộc tội người đó trong các vụ án hình sự. Ý bố nhớ xin rằng tòa án xin nhớ là cái này dình bình đẳng tòa án cơ quan tài phán mọi người đều có quyền xét xử công bằng và công khai bởi tòa án có thẩm quyền độc lập không thiên vị và được lập ra trên cơ sở pháp luật. Ý bố nhớ để quyết định về lời buộc tội người đó trong các vụ án hình sự.
sân rằng bề xứ chỉ công bằng độc lập công khai bên này công khai mà độc lập mà mỏ sân nhớ chỉ rằng cây cái nục nà yên kín xứ chỉnh xứ xa cây gỗ cây so xa cây chát bài sẽ sơn đặt ý bôi mỗi do phong luật pháp quốc tế sân nhớ nhiều loại lách tên này báo chí và công chúng có thể không được phép tham dự toàn bộ hoặc một phần của phiên tòa vì lý do đạo đức, trật tự, công cộng hoặc an ninh quốc gia trong một xã hội dân chủ hoặc vì lợi ích cuộc sống riêng của các bên tham gia tố tụng hoặc trong chừng mực cần thiết theo ý kiến của tòa án trong những hoàn cảnh đặc biệt mà việc xét xử công khai có thể làm phương hại đến lợi ích của công lý. Tuy nhiên, mọi phán quyết trong vụ án hình sự hoặc vụ kiện dân sự phải được tuyên công khai trừ trường hợp vì lợi ích của người chưa thành niên hay vụ việc liên quan đến những tranh chấp hôn nhân hoặc quyền giám hộ trẻ em. Nên dình một tí ô dình thôn nhiều cạt rô lè nần hát đe nên ra một phát ô bị đà bị này rất bố xin ngã lè phát đi cạch này dình hông lè tự dọa ý bởi á hông lè tốt lì rực lè so lè nần phát đi này dình lè rất bố gỡ một lè so ô một lè so và vịt gây á sơ nần mạ gỡ chàng màu thôn giá ngã đục đoạc lè so bí phung hồi bố xam là nằm mà nằm lan phát đi á nên được buộc lấy dần tinh đạt bởi á sẽ sơn lần lẽ đâm cho phát mấy á sơn này chỉ chàng lại nó sinh á rồi này nhiều phát sinh á mở lọ bẹ ô cầm địch bữa là lô lầu thun cứ lô thôn lầu lầu thun cứ sơn này đại bồ anh nói như vậy phiên tòa này lại phiên tòa thật là ác ôn dần đấy 13 năm xứ này thì Greg xét xử xong rồi mà đã là 13 năm thì bởi á xin ra buộc xác lại nguồn xin nha dì chàng lên xin ạ có lại là cái bút chà gồm đục yếp xìm đục tuổi lặng đục quá ơ là tăng phết cơ cơ nục nà dùn kinh Việt Nam thì gặp lăng vậy tên đọc này xin nha dì lên lần ra buộc xin ạ như lại tên này dì sẽ xì xét xử thầy truyền đạo Greg Văn Giá tại Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khoảng 15 người tới tòa án tham dự công an và an ninh không cho vào chỉ được luật sư Hạ Huy Sơn và vợ của anh Greg Văn Giá vào tham dự được phiên tòa tuyên án thầy Greg 13 năm tù thấy quá nặng đối với người hoạt động tôn giáo ý bởi ạ sân nha cái nòng đạo đối thọ cái mình bù là lúc lâu thôn phát đi là rồi là sân đất bồ đọc này cái nục nà dân kinh Việt Nam như sang màu bó mong clay hong bút chả gùm như lại là hà lâm hạt rạp hẹn tốt bút spăn bút chả gùm clay đạo nghe sân hồ rồi này dân kinh rệ bố xin ngã mạc cực ít khách bùn nhạc dân clay đạo mà một cái nghe ông sẽ sân sân nha dì clay nâng rệ cập lăng tên nắp này clay so cái nục nà dân kinh rạm phim kinh nào phim kinh nào như mà mò đục sẽ sân nha cơ clay như bìm dìa ý bùm bùn nhạc cơ clay như mạc cực ít khách bùn nhạc sân nha ý lâu lên nà nì đây như sẵn tuôm hong clay lửa rồi gặp lại sẽ sẵn sàng tuần ấy lại lại ở sân tên này mong gì lại thì lòng dùm tay cầu bìm nhìn chắc lù cặp đình mỡ sang luôn sắp lỗi đêm thẳng nhiều tầng bằng la chà thay lại như thế lọ sự đưa tầng là chắc lù Linh khang ngang ngang tìm gom hòn núi muôn xa, răng ngang núp na tìm nhà ngang bay sầm cỏ. Núp người na, lặng nhẹ vang trái đề ca nhẹ.